Vâng, em xin chào tất cả các bác và anh em đang theo dõi kênh YouTube Hoàng Long Thanh Số nha. Trong buổi sáng ngày hôm nay, anh em chúng tôi tiếp tục lên đường đi lắp những bộ combo cho quý khách của Hoàng Long. Đó là combo của anh Tuấn ở tại số 1 ngõ 433 đường Trần Lâm, thành phố Thái Bình. Bộ dàn karaoke của anh gồm có một đôi loa B12 với kèm theo đó là đẩy X22 Pro và một mic 321. Mới không thể thiếu trong bộ dàn đó là một con súp, đó là súp Monster. Rồi xin mời tất cả các bạn và anh em cùng theo chân anh em tôi để trải nghiệm những bộ dàn karaoke ở tại căn phòng của anh Tuấn nhé. Vâng, em chào anh. Anh ơi, cho em hỏi đây, mình địa chỉ đó là cái gì anh nhỉ? Đây là tổ 16. À, thế ạ. Ngõ 43 phương Tân Lạng, Thái Bình. À, thế ạ, vâng. Đây là nhà mình đâu anh nhỉ? Nhà trong ngõ. Nhà trong ngõ à? Bây giờ là mình bác vào đúng không? Đây vô tí. Đây, thế phải là đến nhà đúng không? Đây trái. Đây trái, vâng. Rồi, xin chào tất cả các bạn anh em nhé. Đây, anh em chúng tôi đã bốc hàng vào nhà cho anh đây. Và đây là cái không gian để tí nữa anh em tôi phối ghép bộ dàn karaoke này. Rồi xin mời tất cả các bạn và anh em chúng ta đợi chút xíu, khi tôi phối ghép xong chúng ta cùng thử chút âm tại căn phòng của anh. Loa này, B12 này, súp Monster này, đẩy cái 2 này, mic 321 này. Rồi xin chào tất cả các bạn và anh em nhé. Anh em tôi đã phối ghép xong bộ dàn karaoke cho anh Tuấn nhá. Ở tại đây nó gọi là cái gì anh nhỉ? Đây nó địa chỉ gọi là gì? Phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Xong bộ dàn karaoke của anh đây, gồm một cục đẩy X22 Pro với kèm theo đó là một cặp mic không dây 321 và một đôi loa B12. Tiếp theo đó là cục súp Monster. Rồi, anh em chúng ta cùng thử sức chiến đấu tại căn phòng của anh này. We'll be right back.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.